Thật sự xin chào bà con ha. Hôm nay thì nhà mẹ chuẩn bị Tết thì bên nhà chị cũng nôn Tết chuẩn bị theo. Hôm nay chị cũng làm mứt quảng cầu. Chia sẻ bà con không khí đón Tết nha. Rồi bữa nay thì chị Sơn Ca ăn Tết rất là lớn. Tới 300 quảng cầu luôn. Cầu bự quá. Quá trời bự luôn. Này mấy một trái mấy ký ha? Ba trái là 4 ký. Ba trái 4 ký. 20 ngàn ký. Một trái ký mấy lần? Bạn mới đi chợ 55 đấy con. Dạ. Trẻ về làm bán đi. Nhiều người đặt hàng quá chừng nữa mà Sơn Ca muốn dặn mẹ từ chối đi nghe mẹ. Quá nhiều người kêu mẹ cứ làm bán luôn, bán cho chị. Mình cũng Tết thì bận quá nên là làm không nổi đâu. Có khách tới thì mình đãi chứ làm không nổi, nhiều quá. Nếu mà tặng thì được. Còn bán không đủ luôn. Thì chắc sang năm phải huy động lực lượng làm bán quá. Không biết bà con mình có ai mua không hả? Giờ mình không bán thì người ta giận. Bán thì người ta không giận. Một bán thì không ai mua hết ha. Nhặt gì đó. Giờ chị lấy hộp rồi hả? Mình lấy hộp nè. Mình nhấp cái lưới, nhấp trên đầu này ra là cái hộp đó nó văng lên nè. Nhấp cái bao. Bán cầu này ở đâu mẹ? Người ta bán người ta mới ở trồng xuống mình đâu. Đúng không? Ở cái chỗ của ông bác hôm bữa mình xuống là dưới đó còn không ạ? Bán cầu không? Không đang hỏi ổng nữa. 10. Dạ. Chở 3 4 ngày họ mới có lá một lần. Cái ở ngoài chợ cái khi mình mua lầm á sơ này à, có khi là... á mình mua về nôi cái hộp nó trắng đó, hộp nó non hả? Ừ. Cái hộp này ngon nè chị, là già nè, già nè, nó hộp đen nè, tức là họ giấu khí đá nó mềm ha nhưng mà nó không có làm hết luôn hả chị, ba trái luôn. Đây, năm nay chị làm mấy món mứt? Năm nay chắc làm cũng 2-3 món. Để mà rảnh thì làm nhiều, còn không rảnh mứt. Nay chắc chị làm có làm mứt gừng không ha? Mứt gừng thì làm cực quá. Nhà nó thích ăn mứt ngọt phải không? Nhà mứt gà. Làm mứt gà, làm mứt dừa. Ăn thích mứt gà lắm. Mứt hạt sen. Hạt sen ăn không? Cái món cầu này không ngon à. Video về làm mứt thì hôm bữa mình chia sẻ với bà con rồi ha. Nên là bữa nay mình quay coi chị Sơn Ca ăn Tết lớn cỡ nào. Tới 3 trái măng cầu luôn. Mà nhà chị khách cũng đông mà. Ồ, khách đông. Nhà chị hình như tiếp khách còn nhiều hơn nhà mình đó mà. Nhiều hơn nhà mẹ luôn. Nên là Tết là mình qua ăn ké nhà chị Sơn Ca cũng vui, khỏi nấu. Bị non thế này. Ừ, dở rồi. Cái này dở rồi. Cái này non là hột trắng là sơn. À. Vậy là cuối cùng xài được có 1 trái, 2 trái hả? Ừ, 1 trái. Để làm món ngon lắm. Dạ. Vậy mảng cầu mà chua với ngọt là cái nào ngon mà? Là mứt ngon? Chua ngon. Chua sao mà? Ngọt rồi tốn đường. Tại vì nhân vị, tốn đường, thà tốn đường chứ nói mình làm ít đường đâu có... Nó ngọt. Mảng cầu này thì nó chua hơn cái mảng cầu kia nhưng mà có lợi cũng ngọt lắm. Chị Sơn Ca thì về hơi trễ nên là chắc mẹ phải làm phụ rồi, mẹ phải phơi nắng giùm rồi. Dạ, yeah, một bữa hả mẹ? 2 ngày. Một bữa hả? 1 ngày hả mẹ? Không hả? Tại vì mình xào nó tới rồi. Dạ. Mình không có xào tới chân chảo. Rồi mình xưa lại bữa mắt rồi. Mình đã xào, nó có sạt rồi ha. Ừ, nó sạt rồi. Trong các món mứt thì cái nào phơi lâu nhất mẹ? Mứt me. Mứt me hả? Mứt me lâu nhất.
Nay trời bữa nay có nắng. Mỗi năm thì mùa này là nắng khô đất rồi, mấy đứa nhỏ thì thấy diều được rồi. Mà năm nay còn ướt. Năm nay là xuyến sẽ bị ế mùa diều rồi. Tại thường á mình thấy diều cả tháng là nên bán được nhiều. Còn hôm nay em biết tới Tết là có kịp khô đất không nữa. Gần Tết á. Đập lúa xong là khô rồi. Hôm nay xuyến thích khu mùa diều rồi. Nhưng mà hồi xưa diều mà mình đâu có đi mua, mình toàn làm diều giấy không à. Lấy tập. Lấy tập cắt giấy. Mà hồi xưa làm vậy vui ha. Với lại hào hứng nữa. Thí dụ diều ai làm mà bay cao nó vui hơn là bây giờ mà mình đi mua. Giờ ai bán ai mua con dù bự thì nó bay được cao. Nên là mấy đứa nhỏ giờ nó không có trải nghiệm được như mình. Đâu có. Hồi xưa chơi tạt lon nè. À, nhảy dây, giờ không thấy luôn. Với là như ba mẹ cũng không cho chơi, nó sợ té trầy xước. Nhưng mà chính vì cho nó chơi chạy nhảy nó mới khỏe. Bởi giờ uống mềm không đấy. Bây giờ có mình cho con mình chơi mà nó không có bạn chơi thì cũng đâu chơi được. Mấy cái trò mà đông vui vậy đó. Nhảy dây tạt lon. Mà xưa đứa nào đứa nấy té thẹo không ha. Hồi xưa anh Bảo là bị thẹo nhiều nhất cơ mà, anh Bảo phá nhất. Bảo rồi đó đi câu cá cũng rồi leo thọc kiến vàng. Rồi bơi qua sông mà xưa sợ ha. Vậy mà cũng đi cũng dữ. Con nít đâu có biết gì đâu sợ. Đó ba mẹ bận rộn quá rồi. Rồi để con chơi tự chơi. Đứa lớn nuôi đứa nhỏ hả? Bỏ đại ở nhà. Nhanh quá ha, làm ghê. Đây, nhanh. Cái này mình chắc lâu rồi. Bữa mẹ mần 5kg đó, cũng mau lắm. Dễ làm. Yeah. Không ngán nhất là khúc gối vô bạch á. Lâu lắm. Còn mâm chưa gói kìa. Chưa làm chưa biết ngán. Rồi giao hết cho chị đi. Tới lúc xào thì mẹ xào, gói thì giao cho chị. Cái này ngán là ngán xào á. Còn gói thì xào ngán lâu đó. Dạ, xào lâu không mẹ. Không kiên nhẫn nên đứng xào ha. Sao thì có được mà tại không có thời gian. Hư hả mẹ? Ổn vậy? Vậy là mua vậy là cái trái này nó cũng bị nữa này. Không có rẻ lại mắc đây. Vậy là mua thành mắc đây. Bữa mẹ mua quá trời ngon. Trái này nó bị sâu hết nửa trái rồi nè. Bữa mẹ mua 5kg mà làm rồi còn 4kg đó. Yeah. Mấy bữa nay mình làm chắc cũng 5-7 món mức ăn Tết rồi hả mẹ? Hồi sáng anh với mẹ đi chùa thì nó làm mức quá trời luôn. Mùa này thì trên chùa sắp hết cái mùa mứt me rồi, tại vì me bắt đầu dốt nên là còn làm được vài đợt nữa hả. Rồi chuyển qua làm mứt gừng. Mỗi ngày là 200kg mứt á. Nhưng ở trong chùa thì làm không công còn ra lại mướn. Mướn ngoài vô làm phụ. Nhưng mà ba số bà con cũng làm công quả nhiều. Thì ai công quả được nhiều được. Mà mình làm không kịp thấy đi. Cảm ơn. Đừng làm bán cho nhiều. Cho kịp. Trong chùa giờ cũng phải cực ha. Cũng phải tính thu chi đồ rồi lo cho mấy đứa nhỏ đó. Nên là... Bỏ nhiều quá vậy. Vậy hết nữa hả mẹ? Nữa không?
hết một phần, phần trái, 3, ha. Mất hết một phần trái. Đây là nãy 4kg ha, vậy còn cắt được 3kg. Bữa mẹ 5kg còn 4kg mới cắt, mà hổng hay ra lỡ chắc hết gần 1kg rồi. Anh ăn nhiều rồi. Anh ăn nhiều hả? Anh ăn nhiều. Anh ăn được rồi. Kêu anh ăn trả tiền rồi. Mắng câu lại đi. Vậy thằng ca khai. Vậy lát chắc về chắc ca nhớ. Làm cũng nhanh quá ha. Đấy, kéo nhấp nhấp chứ hồi xưa mà cứ lấy xé tay á, xé giờ không có tiện. Nhưng mà nó lâu lắm Sơn. Lâu nữa. Tại vì cái vỏ này nó cũng dai lắm, cũng dai, cái dai bao nó dai. Kéo nhấp nhấp với cái đầu gấp hộp ra xong. Nhấp đứt cái bao. Dạ. Yeah. Lấy hết đi rồi bỏ lên canh. Chị năm nay có mua gà vịt gì chuẩn bị không? Rồi lập xưởng làm sao? Lập xưởng làm. Đó, gần Tết nên làm. Lập xưởng làm rồi mình treo ở bỏ tủ lạnh ha. Hồi xưa thì nhớ treo ở bếp, gác bếp. Tại vì hồi xưa không có tủ lạnh. Treo ở chỗ bếp để cho nó không có bị hư á. Nấu đậm em nóng nó lên đó. Vậy là chị gần Tết khoảng ngày nhiêu chị mới làm lập xưởng? 20 hả? Lạp xưởng thường ăn được mấy ngày ta? Lạp xưởng mình bỏ tủ lạnh thì nó cũng được lâu lắm. Mình bỏ tủ lạnh ăn cũng 2 tuần không? 2 tuần. Để lâu quá thì sẽ nó chua ngon, nó không ngon. Rồi giao chị Ba Thương là mất đi. Hôm nay lại làm phụng gì ba? Phụ mẹ nè. Chị ba giỏi lắm nè, mấy năm sau có thể làm được hết các món mứt nè. Chị ba nào lớp mấy ta? Lớp 3 hả? Lớp 3 kể lớp 5 á. Kể học trò lớp 5 á. Cao trong lớp á. Cao nhất lớp hả? Không có biết mà ba đứa trong lớp lớn là nó bằng ba mấy đứa đó. Cô ba đi lên đi. Rồi bây giờ chị Ba Thương sẽ lấy một cuốn sổ ghi lại cách làm của bà ngoại với mẹ nha. Rồi năm sau làm kiếm tiền ăn Tết nha. Năm sau kiếm tiền ha. Năm sau lì xì lại cho mẹ luôn. Đi không? Được không? Rồi cho mẹ mượn đó để lên cái cây trái cây. Mà có cái khay mẹ trừ ra chưa? Cái khay nhựa. Bỏ cái giá cân ra rồi. Cái khay nhựa nè. Bỏ cái này ra rồi nè. Dạ, không, trừ cái khay nhựa này ra nữa nè. Không, mẹ bỏ cái giá cái ra rồi. Cái này ra rồi thì nó trừ hao cái này bằng cái khay bằng cái đó hả? Rồi, 2,5 kg. Rồi, mình xuống đi. 2,5 kg mặn cầu thì lấy 1,5 kg đường. 1,5 kg. Nãy mình nhắm chừng đó. Đường rồi á. Ủa, mặn cầu nãy 4 kg và còn 2,5 kg hả? Nó hư hết nữa. À, bị hư nữa. Lấy 1 cái vỏ ra nữa. Cái này. Mình phải làm lâu như vậy nè. Đang ăn Tết được lớn. À chứ cận Tết ăn được có mấy bữa à. Rồi, hôm nay em dừng video nãy đây ha. Cảm ơn bà con đã xem kênh Nam Việt rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chào bà con.